25. Về rồi sao? Sao rồi? Lấy được bao nhiêu lương thực rồi? Anh còn quan tâm chuyện này sao? Sao tôi không quan tâm chứ? Sao thế? Phải là tôi hỏi anh đấy. Anh sao thế? Anh rốt cuộc bị sao hả? Cô nói gì thế? Tôi rất muốn biết anh rốt cuộc là người thế nào. Dưới bề ngoài thành thật của anh, rốt cuộc là trái tim thế nào? Anh cho tôi biết được không? Anh đừng diễn với tôi nữa được không? Quân Di, cô nói gì? Sao tôi không hiểu gì hết? Cô sao thế? Tôi sợ tôi nói rõ quá thì anh sẽ xấu hổ vô cùng. Được, vậy cô cứ nói, tôi không để ý đâu. Đúng rồi, anh đương nhiên không để ý rồi. Nếu anh để ý thì sẽ không hết lần này tới lần khác làm chuyện tổn thương tôi như thế chứ. Giờ tôi tới đây chỉ có một mục đích. Tôi hy vọng anh có thể thành thật với tôi lần cuối, dù chỉ lần này thôi cũng được. Rút cuộc thời gian tôi ra ngoài. Anh đã đi đâu? Anh ra ngoài với ai? Có thể nói cho tôi biết không? Nếu cô đã biết rồi thì tôi hy vọng sau này cô đừng hỏi nữa. Đặc phái Diên Cao. Phương Giám Minh, cô đừng ầm ĩ nữa. Anh có biết thái độ của anh bây giờ nghĩa là anh đã ngầm thừa nhận rồi không? Anh có biết thái độ anh bây giờ tổn thương người ta nhường nào không? Anh nói thật cho tôi biết, anh tới hang núi đó rốt cuộc để làm gì? Hang núi? Nói linh tinh gì thế? Tôi có mắt, có tai, tôi có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy. Người khác nói với tôi không biết được sao? Cô đừng ngầm ĩ nữa. Tôi cho cô biết, tôi và cô không có gì. Giờ tôi không thể cho cô biết, nhưng nhất định tôi sẽ nói rõ ràng với cô. Lần trước anh ở văn phòng, anh cũng nói thế với tôi. Anh muốn tôi phải chờ tới khi nào? Giờ chưa phải lúc. Phương Giám Minh, anh đừng qua loa nữa. Chuyện anh làm với Giả Vân, anh không thể nào nói ra tôi đã làm gì. Cô đừng có vô lý được không? Ngô đại quý này, thật sự chuyện thành thì ít, hỏng chuyện thì nhiều. Tôi đi tìm anh ấy, anh chờ đó. Nếu anh dám đi tìm Ngô đại quý, tôi sẽ đuổi Giả Vân đi ngay lập tức. Cô khốn kiếp, người ta làm gì chứ? Tôi lấy nhân cách tôi ra đảm bảo, tôi và cô ấy không có gì. Cô đã nghe rõ chưa? Được. Anh đã bảo vệ Giả Vân như thế, tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng anh tổn thương tôi như thế, tôi sẽ nhớ kỹ. Tùy anh vậy, cô chờ đó. Tôi cho cô biết, tôi và Giả Vân đang chấp hành một nhiệm vụ rất là bí mật. Tôi mong cô hiểu. Tôi xin cô tin tôi. Cái tôi cần rất là đơn giản.
chính là sự an ủi của anh hoặc yêu thương tôi. Nhưng tôi chờ biết bao lâu, anh cũng không cho tôi. Rồi cô sẽ hiểu thôi. Hai người họ cãi nhau rồi. Đúng thế, cãi nhau ầm ĩ luôn. Tại sao chứ? Anh nghe Thẩm Quân Di nói Phương Giám Minh dẫn Giả Vân vào núi, mà còn dẫn cô ta vào trong núi. Quân Di hỏi anh ta đi đâu, Phương Giám Minh không chịu nói, nên cô ấy mới nổi giận. Phương Giám Minh dẫn Giả Vân vào trong núi, sao Quân Di lại biết chứ? Nói là Ngô Đại Quý theo dõi. Không phải tôi sớm nói với anh rồi sao? Tên hay ghen Ngô Đại Quý đó sắp bị ghen dìm chết rồi, không làm được gì cả. Nhưng Phương Giám Minh dẫn Giả Vân vào núi có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ làm chuyện nam nữ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tuy Giả Vân thích Phương Giám Minh, nhưng dù sao cô ta cũng là quả phụ, hơn nữa còn dẫn theo con. Cô ta không xứng với Phương Giám Minh. Hơn nữa Phương Giám Minh đang thích Thẩm Quân Di. Lúc này sẽ không làm ra chuyện vụng trộm thế đâu. Vậy họ đến đó làm gì? Còn là hang núi đó. Chẳng lẽ Tiểu Đông Vũ trốn trong đó? Tiểu Đông Vũ? Rất có khả năng. Nhưng Tiểu Đông Vũ trốn trong đó, một mình Phương Giám Minh đi là được rồi, cần gì dẫn theo Giả Vân chứ? Anh hiểu rồi. Em quên anh từng nói với em, Tiểu Đông Vũ theo cha mẹ cậu bé từ Đình An qua đây sau, rồi bị mai phục ở núi Hổ Đầu, huyện Thanh Hà. Cậu bé chết mẹ, cha cũng bị thương. Phương Giám Minh dẫn Giả Vân vào núi, vừa khéo chứng minh cha của Tiểu Đông Vũ cũng ở gần trên núi. Vì cần chữa trị nên Phương Giám Minh mới dẫn Giả Vân vào núi, vào núi để bí mật chữa trị. Không ngờ chuyện này đã bị Ngô Đại Quý phát hiện. Ngô Đại Quý hoàn toàn không biết gì. Anh ấy tưởng Phương Giám Minh và Giả Vân làm chuyện vụng trộm gì đó, nên ghen tị không thôi, đi kể chuyện này với Thẩm Quân Di. Thẩm Quân Di đi cãi nhau với Phương Giám Minh. Đúng rồi, anh nói có lý. Hay quá, hay quá. Chỉ cần tìm ra hang động đó là thành công rồi. Anh sẽ lập công mà còn được phần thưởng. Đúng đó, cho em một phần nha. Yên tâm đi, chắc chắn không thiếu phần của em đâu. Vậy chúng ta phải làm sao mới tìm được cái hang núi đó chứ? Em có ý này, anh muốn nghe không? Ý gì? Qua đây. Đại đội trưởng, chúng ta chỉ đưa một đoạn thôi sao? Đưa một đoạn thôi. Vậy trước khi trời sáng. Đại đội trưởng, anh nói xem, Tiểu Đông Vũ đi rồi, tôi thấy luyến tiếc quá. Ở lâu với cậu bé cũng rất có tình cảm. Ừ, thằng bé rất đáng yêu, mà còn có tình có nghĩa. Hôm nay nói phải đi, nó khóc, lưu luyến chúng ta. Thật sao? Có tình cảm mà. Đúng rồi, đại đội trưởng, tôi quên nói danh. Hôm nay đại quý như nổi điên ấy, xem chút nữa tôi và anh ấy đánh nhau rồi đó. Anh nói xem anh ấy làm sao thế. Anh ấy kiếm cậu rút giận. Anh ấy điên hả? Kiếm tôi rút giận làm gì? Thật ra là muốn rút giận với tôi. Cậu còn không hiểu hay sao? Tôi dẫn bác sĩ Giả lên núi, anh ấy luôn đi theo. Chúng tôi vào trong hang núi, anh ấy hiểu lầm. Tôi bảo Thảo nào, thì ra là vì chuyện này.
Còn không phải sao, đại đội trưởng? Đừng nói anh và bác sĩ Giả không có gì. Mà dù có gì, Ngô đại quý có quyền gì ghen? Anh nói xem bác sĩ Giả có thể để ý anh ấy sao? Đây không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là tôi không thể nói rõ với anh ấy. Anh ấy dẫn viện trưởng Thẩm cùng nhau. Cùng nhau không tin tôi. Cậu nói xem chuyện ngầm ĩ thế này, đại đội trưởng. Hay là anh nói cho viện trưởng Thẩm biết sự thật đi. Tôi nói được sao? Đây là kỷ luật. Chị Giả Vân, chị có cảm thấy hôm nay Ngô đại quý cứ kỳ kỳ không? Sao hả? Hôm nay chúng tôi cùng viện trưởng Thẩm ra ngoài mua lương thực về, thì thấy anh Ngô tức giận hầm hầm xông vào. Lúc đó Tiểu Động hỏi anh sao thế, giận ai? Kết quả anh ấy nổi giận, còn cãi nhau với Tiểu Động. Hai người họ còn đánh nhau đấy. Anh ấy ra ngoài về sao? Anh ấy đi đâu em biết không? Không biết nữa. Chị Giả Vân, anh Ngô thích chị phải không? Hình như là thế. Thật ra em thấy con người của anh Ngô cũng được, tốt bụng, thành thật. Phải. Nhưng chị không có ý đó với anh ấy. Không biết phải nói sao với anh ấy. Nếu cứ thế này, chị lo sẽ xảy ra chuyện thật quá. Đau quá đi. Là tiếng của Trương Kiều Vinh. Sao cô ta la lớn thế? Có phải có chuyện gì rồi không? Qua xem thử xem. Có ai cứu tôi không? Đau quá đi. Trương kế toán, sao thế? Văn Hương, bác sĩ Giả, hình như chân tôi bị rắn cắn rồi. Hai người cứu tôi đi, đau quá. Cắn chỗ nào? Tôi xem thử. Không cần, không cần. Văn Hương, không phải cô quen ông cụ kia sao? Người biết trị độc rắn đấy. Cô giúp tôi mượn máy tới được không, Văn Hương? Tìm ông lão hái thuốc tới đi. Văn Hương, cứu tôi đi mà. Đau chết được. Được thôi, vậy tôi đi. Văn Hương, bên ngoài tối lắm, tôi lo cho cô. Bác sĩ Giả, đi cùng với cô ấy. Được, chị đi với em. Trương kế toán, cô nằm trước đi. Chúng tôi về ngay. Cảm ơn hai người. Đau chết được. Đau chết được. Đau chết được. Được rồi, đừng khóc nữa. Họ đi rồi. Mệt chết được. Em nói nhé. Anh đi mau đi. Nhớ tắt đèn. Anh biết rồi. Nhớ khóa cửa nữa. Biết rồi. Diễn giống tí. Anh biết rồi. Nghĩ tới là em tức. Sao thế? Lần trước khi tôi đóng bị rắn cắn, cô ta không cho em đi tìm người chữa. Giờ cô ta bị rắn cắn, đó là báo ứng. Con người luôn là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Chúng ta không được giống cô ta, thấy chết không cứu. Đi mau thôi. Anh Ngô, anh còn uống nữa. Bên ngoài xảy ra chuyện rồi kìa. Chuyện gì? Giả Vân với Phương Giám Minh. Má ơi, ngượng chết. Họ làm gì? Hai người họ làm chuyện không tốt. Anh Ngô, anh Ngô, anh hứa với tôi, chút nữa dù nghe thấy gì cũng không được lên tiếng đó. Biết rồi, hứa với tôi nhé. Biết rồi. Anh làm gì thế? Tránh ra. Anh Ngô, anh Ngô, anh đừng chạm vào tôi. Anh Ngô, anh đi đâu? Anh không chào phân đội trưởng sao? Tôi chào anh ta sao? Lúc anh ta phong lưu, anh ta có chào tôi không? Đừng chạm vào tôi. Anh Ngô, đừng chạm vào tôi. Anh Ngô, anh bình tĩnh lại đã. Sao thế? Đặc phái viên Cao, anh tới rồi. Sao thế? Anh Ngô đòi đi. Tại sao chứ? Anh ấy phát hiện Phương Giám Minh và Giả Vân làm gì?
thì vụng trộm đó. Họ đang vụng trộm sao? Đừng cản tôi, tránh ra, tránh ra. Anh Ngô, tôi bảo anh tránh ra. Anh Ngô, anh nghe tôi nói đi. Tránh ra, tránh ra. Anh Ngô, anh nghe tôi nói được không? Anh Ngô, anh bình tĩnh chút đi. Anh Ngô, tôi biết đội trưởng của anh có ơn với anh, đúng không? Anh cũng rất trung thành với anh ta. Giờ anh đi không nói một lời, anh sẽ đau lòng lắm đó. Anh phải rõ chứ, Phương Giám Minh và Giả Vân vụng trộm sao? Giờ Phương Giám Minh kết thẩm quân đi mà, anh ấy sao có thể vào lúc này mà vụng trộm với Giả Vân được chứ? Anh hiểu lầm rồi. Tôi lầm, tôi phát hiện mấy lần rồi đó. Hai người họ hẹn nhau ở trong hang núi, tới hang núi chơi quan giả mấy lần rồi đó. Hang núi, hang núi nào? Là chỗ nào? Buông tôi ra. Ra khỏi cửa lớn, qua sông, thuận theo con đường nhỏ sau núi, về hướng đông, qua một ngọn núi, con kênh dưới đường núi, đi tiếp về phía nam, chính là núi đó. Hang núi nằm ở ngọn núi đó, ở ngọn núi đó. Anh Ngô, anh đừng nói lung tung. Tôi nói lung tung, tôi theo mấy lần rồi đó. Tôi nói lung tung gì chứ? Được rồi, anh Ngô, anh Ngô. Cho dù anh nói đúng, thì người đi phải là họ, chứ không phải anh. Giờ anh mà đi thì anh là đào binh, là kẻ bỏ chạy đó. Anh chờ tôi giải quyết chuyện này cho rõ. Có kết quả rồi, lúc đó hẳn đi. Đó là đường đường chính chính, quang minh chính đại mà đi. Lúc đó Ngô Đại Quý mới là nam tử hán. Đúng đó anh Ngô, đặc phái viên Cao nói đúng đó. Anh không được đi anh Ngô. Anh yên tâm đi, nhất định tôi sẽ điều tra rõ. Nào, ngồi xuống đi, bớt giận đi. Trương kế toán, nào cụ, người đâu rồi, người đâu rồi? Có phải đau chịu không nổi, đi khắp nơi tìm thuốc rồi không? Không thể nào, đi đâu tìm thuốc, tôi ở đây mà. Có phải tưởng chúng ta trở về rồi, nên tới phòng chúng ta không? Chắc vậy, đi xem thử. Trương kế toán, cô đi đâu thế, sao vậy? Lúc nãy tôi đau bụng quá, đau kinh khủng. Tôi đi mau xí chút thôi. Hai người mời lão tiên sinh tới rồi sao? Cô nằm lên giường đi, tôi xem vết thương cho. Không cần đâu, giờ tôi hết đau rồi. Sao lại không đau? Đúng đó, tôi nghĩ nhiều thôi, tôi không có bị rắn cắn. Tôi nhớ ra rồi, chiều nay tôi giặt đồ ở bờ sông, quần áo bị nước cuốn trôi, tôi chạy theo, đụng vào tảng đá, chắc chắn bị đụng đá, không phải bị rắn cắn. Cô có bị rắn cắn không? Cứ để ông lão xem thử là biết thôi. Phải đó, tôi không đau thì khám làm gì? Ai biết có phải lan băm không? Chỉ biết nói dối lừa gạt. Sao cô nói chuyện khó nghe thế? Không khám thì thôi, lan băm gì chứ? Lão phu hành nghề mấy chục năm rồi, chưa từng có ai nói chuyện như cô. Lão tiên sinh, đừng đi mà. Cô sao vậy hả? Vừa rồi cô nằm trong phòng la đau đớn, bảo tôi nên mời lão tiên sinh. Người ta tới thì không chịu khám, không khám thì thôi, còn nói thế. Tôi nói gì chứ? Tôi sợ ông ta lừa tiền mình thôi mà. Lừa tiền gì? Chúng ta làm gì có tiền cho người ta? Người ta tốt bụng tới khám giúp. Được rồi, tôi không đau nữa. Cảm ơn hai cô, được rồi. Không còn sớm nữa, các cô về đi. Sao cô đuổi người chứ? Sau này cô xảy ra chuyện thì đừng có nhờ chúng tôi giúp. Về Giả Vân, chúng tôi đi. Ai thèm kiếm các cô, đồ ngu. Mắc bẫy rồi. Gọi tới sở cảnh sát Dương Gia Trấn cho tôi. Rốt cuộc là sao thế? Ai biết chứ? Con người cô ta bụng dạ xấu xa. Tôi cảm thấy cô ta không bị rắn cắn. Cô ta giả giờ. Chắc chắn cô ta giả giờ rồi. Nếu không lão tiên sinh đòi khám vết thương thì cô ta nhất quyết không cho khám. Sao phải lừa chúng ta làm gì chứ? Muốn dày dò chúng ta sao? Cho dù con người xấu xa thế nào thì cũng không vô duyên vô cớ dày dò chúng ta. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Chuyện gì chứ? Anh Ngô, sao hai người đều ở trong phòng vậy? Đây là phòng của chúng tôi mà. Đúng đó, có chuyện gì sao anh Ngô? Hai người vẫn ở trong phòng suốt sao?
Vừa rồi không có, vừa rồi chúng tôi ra ngoài, đi chung sau. Trương Kiều Vinh nói cô ta bị rắn cắn. Tôi và Giang Hương ra ngoài tìm Lão tiên sinh trị rắn cắn. Trương Kiều Vinh bị rắn cắn sao? Cô ta nói cô ta bị rắn cắn. Nhưng khi Lão tiên sinh tới, cô ta nói mình khỏi rồi, cả vết thương cũng không cho xem. Tôi đoán là cô ta lừa chúng tôi, giả giờ thôi. Cái ả đàn bà khốn. Anh Ngô, anh Ngô, anh Ngô, ả đàn bà thối. Cô khốn nạn, tại sao lại lừa tôi? Tại sao lại lừa tôi? Tại sao dụ Văn Hương và bác sĩ giả đi gọi Lão tiên sinh? Có phải cao tự tôn đang giở trò gì không? Cô nói mau, không nói tôi bóp chết cô. Không nói tôi bóp chết cô. Anh Ngô, anh buông tay ra. Buông tôi ra, nói mau. Cô không nói, tôi bóp chết cô. Tôi nói. Nói mau. Tôi nói. Nói. Tôi nói là cao tự tôn. Cao tự tôn ép tôi làm. Không phải tôi. Không phải tôi. Không phải tôi. Anh Ngô. Mau theo sát. Đồng Vũ, con sắp đi rồi. Chờ khi tới nơi an toàn, đừng quên chú Động đấy nhé. Phải nhớ chú Động đấy. Từ từ, không được quên chú Động đấy. Bé ngoan, còn chưa đi được, không được quên đấy. Tống thư ký, đi đường phải bảo trọng. Không sao. Lúc Trường Chinh, tôi cũng từng được khiêng như thế này. Khi đó bị thương còn nặng hơn bây giờ. Được. Tiểu Đông Vũ, nào. Đông Vũ, tạm biệt chú đi. Chú Phương, tạm biệt. Nghe lời cha đấy. Nhớ phải cẩn thận hơn. Dừng. Chắc là chỗ này rồi. Các anh em, nghe cho rõ. Người chúng ta cần bắt đang ở trong hang núi này. Chút nữa nếu Phương Giám Minh ra ngoài, có thể bắn chết ngay. Nhưng nếu là người bị thương kia thì phải giữ mạng. Hiểu rõ chưa? Hiểu. Được rồi, chia ra nắp đi. Đi. Các anh em, bình tĩnh. Chờ lệnh tôi thì nổ súng. Xuất phát, đưa túi cho tôi. Đi. Chuẩn bị. Đại đội trưởng, có mai phục. Đập máy dương đầu, không sao chứ, tôi không sao. Bắn cho tôi, bắn. Đại đội trưởng, có mai phục. Đại đội trưởng, hình như là tiếng của đại quý. Tôi nghe rồi, là đại quý. Xông ra mau lên. Đại đội trưởng, có mai phục. Đại đội trưởng, chú ý ẩn nấp. Đại đội trưởng, xông lên. Wow.
quay lại. Đặt máy trên cao, không ổn rồi, anh em chết nhiều lắm. Khốn kiếp, ai dám chạy, bắn chết trước trong. Chịu đựng trong, chịu. Ráng chịu, cho tôi. Xông lên cho tôi. Phá hỏng chuyện tốt của ông đây. Tiểu Đồng, đừng đuổi theo nữa. Đại đội trưởng, hình như tôi nghe thấy tiếng của đại quý. Tôi cũng nghe thấy. Đi, qua đó xem xem. Đại quý Ngô, đại quý. Đại quý, mau, đang ở bên kia. Đại quý. Đại đội trưởng, là tôi hiểu lầm anh. Ngô đại quý, anh là lính của tôi, anh phải kiên trì. Tôi lệnh cho anh kiên trì, anh không được đi. Tôi hiểu lầm anh với bác sĩ giả. Đại quý, đừng nói nữa đại quý. Mau băng bó cho anh ấy. Đại đội trưởng, tôi... Tiếp sau, anh vẫn là đại đội trưởng của tôi. Tôi vẫn là... Đại quý, lính của anh. Đại quý, đại quý, đại quý, đại quý, đại quý đi rồi. Đại quý, đại quý, anh nói gì đi. Ngô đại quý, Ngô đại quý. Vì cứu tôi, hy sinh một chiến sĩ. Sống thư ký, anh cũng đừng ngái nái. Nhưng lúc cảnh sát không có ở đây, anh mau đi đi. Đúng đó, không đi là không kịp. Lão Phương, Tiểu Đổng và cậu đã bị lộ rồi. Muốn đi thì cùng đi. Lão Tống, giờ chúng tôi không đi được. Nếu chúng tôi đi vào lúc này, thì tên họ Cao sẽ không tha cho trẻ trẻ mồ côi và mấy thầy cô khác. Anh đi mau đi. Lão Tống, hay thế này, chúng tôi quán trò Dục Long trấn Bảo Nham chờ anh. Sau khi xử lý xong chuyện ở trại trẻ mồ côi thì đến đó tìm chúng tôi. Đó là chỗ giao dịch mới của chúng ta. Không,
Tôi không tìm các người nữa. Các người phải an toàn tới xuyên Nam. Tôi tự có cách liên lạc với các người. Mau đi đi, không kịp rồi. Lão Phương, bảo trọng nhé. Tống thư ký, bảo trọng. Xuất phát, xuất phát. Mau, đi. Chuyện là như thế. Toàn là do Cao Tử Tôn và Trương Kiều Vinh làm. Lão Phương. Dạ vâng. Thật sự xin lỗi hai người. Trước đó đã hiểu lầm hai người. Mau. Không còn kịp rồi. Hai người mau đi đi. Không được, không được. Không đi được. Nếu chúng tôi đi thì cảnh sát sẽ không tha cho các cô. Chuyện bên này không cần các anh lo. Hai người mau đi đi. Chúng tôi tự biết xử lý. Đi đi, mau đi đi, đi đi. Thẩm viện trưởng, Cao Tử Tôn, Cao Tử Tôn dẫn cảnh sát vào rồi. Không cần gấp. Nghiêm, xoay trái. Báo cáo sở trưởng, người của chúng tôi tới rồi. Nghiêm cục trưởng, lục soát cho tôi. Nhất định phải soát ra Phương Giám Minh và Đổng Gia Tường. Dân soát. Dân. Nghe cho rõ đây. Lục soát các phòng. Hành động. Dân. Đi. Ngồi dậy. Đừng ngủ nữa. Ngồi dậy. Mau. Mau. Mau lên. Mau. Mau lên. Mau. 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 Mau lên. Mau. 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 Mau lên. Họ vẫn còn ở trong viện, tôi đã nhìn thấy. Mau. Phương Giám Minh và Đổng Gia Tường vẫn còn ở trong viện. Tin tức đáng tin không? Đáng tin. Chào buổi sáng mọi người. Tôi là Vương Trường Thắng. Rất xin lỗi. Sớm vậy mà đã kinh động mọi người, làm mọi người không thể ngủ. Nhưng cũng không thể trách tôi. Muốn trách thì trách Đảng Cộng sản. Có lẽ các người không biết, trong viện của các người có Đảng Cộng sản. Đó là Phương Giám Minh và Đổng Gia Tường. Thực ra Đảng Cộng sản cũng không có gì. Giờ đang là thời kỳ hợp tác. Nhưng tối qua họ đã bắn chết cảnh sát, nên chúng tôi phải bắt họ về quy án. Theo tin tình báo đáng tin thì giờ họ vẫn còn ở trong viện. Nên tôi hy vọng những người biết tin mau chóng khai nhận, để tránh liên lụy tới mọi người. Giờ tôi cho các người
Thời gian 1 phút. Nghĩ cho kỹ rồi báo cáo cho tôi. Bắt đầu. Chúng ta có thể xuống từ đây, rồi trèo tường trong viện để bỏ trốn. Chờ chút đi. Chờ nữa là không đi được đâu. Xem ra không ai muốn cho tôi biết rồi. Vậy xin lỗi, tôi phải điểm danh. Dạ vâng. Giả Vân ra đây mau. Mẹ. Mẹ. Không ổn. Họ nhắm vào bác sĩ Giả. Đại đội trưởng, dứt khoát đi. Chúng ta xông ra, giết họ để cứu bác sĩ Giả. Chờ thêm chút nữa. Cô chính là Giả Vân. Đúng thế. Cô giỏi chữa bệnh lắm sao? Không những trị bệnh cho Phương Giám Minh mà còn hầu hạ thư ký đảng Cộng sản rất tốt. Có phải cô từng trị thương cho Tống Văn Nhạc không? Cô biết Tống Văn Nhạc là ai không? Là thư ký của đảng Cộng sản đấy. Là hung thủ giết rất nhiều người của đảng dân. Cô trị thương cho đảng Cộng sản, đó là trợ giúp cho đảng Cộng sản. Tôi không quan tâm đảng Cộng sản hay quốc dân đảng. Chỉ cần bị thương thì tôi sẽ chữa. Còn cứng miệng. Bắt cô ta cho tôi. Không được bắt mẹ tôi. Dừng tay lại. Cô là ai? Tôi là viện trưởng Thẩm Quân Di. Thẩm viện trưởng, cô muốn làm gì? Các người không được bắt bác sĩ Giả. Tại sao chứ? Chồng của cô ấy là quân quan thần quý của đảng quốc dân, cũng hy sinh vì đánh giặc. Thi thể của anh ấy còn chưa lạnh mà các người đã muốn bắt vợ của anh ấy. Như thế còn lý lẽ không chứ? Nếu các người làm thế, tôi sẽ kiện các người, kiện tới Trùng Khánh. Chẳng qua chỉ là một đại đội trưởng thượng quý nhỏ nhoi thôi. Cho dù là tướng quân mà dám thông đồng với địch thì quân thống cũng sẽ bắt. Bắt cô ta đi. Không, mẹ. Các người không được bắt bác sĩ Giả. Im miệng hết đi. Đại đội trưởng, giờ phải làm sao? Thẩm Quân Di này, cả Giả Vân này, mang hết đi. Thẩm viện trưởng, chỉ có chúng ta mới cứu được họ. Đánh phải không? Bỏ súng xuống. Ra ngoài đi. Bỏ súng. Dừng tay.
thả họ ra đi. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Có lương tâm. Thả họ ra hết đi. Thả người. Vương tiên sinh, tôi nghe chuyện của cậu rồi. Vương Trường Thắng tôi rất bái phục. Nhưng chúng ta đi đường khác nhau, hai chủ khác nhau. Thế nên xin lỗi, tôi phải dẫn hai người đi. Khoan đã, tôi có chuyện cầu xin. Cứ nói. Thuộc hạ của tôi vừa chết. Tôi có thể đích thân chôn cất anh ấy không? Anh Phương có tình có nghĩa. Yêu cầu này tôi đồng ý. Cảm ơn. Dẫn đi. Tiểu Đồng. Tiểu Đồng. Đợi chút.